Thưa quý vị và các bạn, trong một sự kiện vận động tranh cử tại thành phố Atlanta, bang Georgia vào hôm qua 30 tháng 7, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã gửi lời thách thức tới ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa Donald Trump là hãy gặp bà trên sân khấu tranh luận. Bà Kamala Harris, ứng cử viên Tổng thống tiềm năng của Đảng Dân Chủ, trong bài phát biểu vận động tranh cử hôm qua tại Atlanta, đã cam kết tái ban hành dự luật an ninh biên giới mà Đảng Cộng Hòa đã chặn lại hồi đầu năm nay. Vậy là ông Trump nói sẽ không tranh luận. Nhưng tôi nghĩ ông ấy và người bạn đồng hành là Thượng nghị sĩ Vance chắc chắn sẽ có rất nhiều điều muốn nói về tôi. Vì vậy tôi hy vọng rằng ông Donald Trump sẽ cân nhắc lại việc gặp tôi trực tiếp trên sân khấu tranh luận. Nếu muốn nói điều gì đó, hãy nói thẳng với tôi. Nếu là Tổng thống, tôi sẽ đưa dự luật an ninh biên giới trở lại và tôi sẽ ký thành luật. Và khi thắng cử, những điều tôi sẽ làm vào ngày đầu tiên là giải quyết vấn đề tăng giá sinh hoạt và giảm mọi chi phí. Một cuộc thăm dò toàn nước Mỹ của tờ Thời báo New York được công bố vào hồi tuần trước cho thấy Phó Tổng thống Harris đang thu hẹp khoảng cách đáng kể với đối thủ Đảng Cộng hòa Donald Trump. Đêm qua 30 tháng 7, theo giờ địa phương, bạo loạn đã xảy ra ở thị trấn Southport, cách thành phố Liverpool 20 km về phía bắc Vương quốc Anh, liên quan đến vụ tấn công bằng dao xảy ra trước đó, khiến ít nhất 3 trẻ em thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Hàng trăm người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát thị trấn Southport trong nhiều giờ đồng hồ. Đám đông bắt đầu tụ tập ở trung tâm thị trấn vào cuối buổi chiều để mặc niệm và tưởng nhớ những nạn nhân xấu số liên quan đến vụ tấn công bằng dao xảy ra hôm thứ Hai, 29 tháng 7. Theo những nhân chứng có mặt tại hiện trường, đám đông bất bình về những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội cáo buộc cảnh sát không thông báo đúng sự thật về lý lịch và động cơ của nghi phạm. Hiện nghi phạm đang được cảnh sát thẩm vấn và không được phép tiết lộ danh tính do bị can vẫn trong độ tuổi vị thành niên. Cảnh sát cho biết nghi phạm sinh ra tại Cardiff, xứ Wales, trong một gia đình từ Rwanda di cư đến Anh vào năm 2002. Trước đó hôm 29 tháng 7, một người đàn ông đã dùng dao tấn công vào một nhóm trẻ em đang tham dự lớp học múa và yoga vào khoảng 11 giờ sáng theo giờ địa phương. Vụ việc đã khiến hai trẻ em tử vong ngay lập tức và 9 người khác bị thương. Cũng trong ngày thứ hai, bệnh viện nơi mà các nạn nhân được chữa trị đã công bố thêm một bé gái 9 tuổi tử vong do các vết thương quá nặng và 5 người khác vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Vụ tấn công đã khiến toàn nước Anh bàng hoàng và nhiều người dân vẫn trong trạng thái sốc khi nghe thông tin về vụ việc. Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới WTO hôm qua đưa ra nhận định, thương mại toàn cầu đang trải qua thời kỳ khó khăn với sự gia tăng của chủ nghĩa bảo hộ và các biện pháp đơn phương hạn chế thương mại trong bối cảnh những tác động của căng thẳng địa chính trị và biến đổi khí hậu tiếp tục là cơn gió ngược đối với kinh tế thế giới. Trong báo cáo thường niên của WTO, Tổng Giám đốc WTO cho biết xu hướng phân mảnh trong thương mại toàn cầu đã được đề cập từ nhiều năm qua. Và giờ đây, xu hướng này có lẽ đang bắt đầu xảy ra cùng lúc với những dịch chuyển về địa chính trị. Viện dẫn số liệu thực tế, người đứng đầu WTO cho biết khối lượng thương mại hàng hóa toàn cầu trong năm 2023 đã giảm 1,2%. Sau khi tăng 3% vào năm trước đó, do nhiều nước chịu tác động của tình trạng lạm phát kéo dài và giá năng lượng cao. Tuy nhiên, sự suy giảm này đã được bù đắp một phần nhờ tăng trưởng 9% trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, một phần là nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của hoạt động du lịch sau đại dịch COVID-19. Trong năm 2023, tổng giá trị thương mại hàng hóa và dịch vụ đạt gần mức cao kỷ lục là 30.400 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, thương mại kỹ thuật số đang tăng trưởng nhanh hơn nhiều so với thương mại truyền thống. Hội đồng Vàng Thế giới vừa công bố báo cáo cho biết tổng nhu cầu vàng toàn cầu đạt hơn 2.440 tấn trong nửa đầu năm nay, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Báo cáo nêu rõ, trong giai đoạn 6 tháng qua, nhu cầu tiêu thụ đồ trang sức bằng vàng giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 870 tấn, trong khi nhu cầu về tiền vàng và thỏi vàng ở mức 574 tấn, gần như giữ nguyên mức của cùng kỳ năm ngoái. Trong 6 tháng đầu năm 2024, các ngân hàng trung ương toàn cầu đã mua 483 tấn vàng, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái, thúc đẩy nhu cầu chung. Đối với khoảng thời gian còn lại của năm, Hội đồng Vàng Thế giới nhận định nhu cầu vàng của các nước phương Tây không cao. Dù vậy, nhóm ngân hàng trung ương các nước mới nổi cũng như các nhà đầu tư cá nhân sẽ tiếp tục thúc đẩy bên cầu. Ấn Độ tiếp tục là thị trường tiêu thụ vàng thuộc nhóm cao nhất thế giới, có thể mua vào ở mức 700 tới 800 tấn trong năm 2024.